tông lắm đó nha. Đó, dở cái cẳng rồi nè. Trời ơi, chuyên nghiệp quá ba. Đã không? Những mặt phê phê mà. Những mặt phê. Hello các bạn, Brian xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel Hello Lam Tà. Ngày hôm nay thì Brian làm cái video này để muốn giới thiệu cho tất cả các bạn một cái thành viên mà mấy hôm nay tới chơi nhà của Brian á, nhưng mà Brian chưa có dịp giới thiệu. Thì con bé này cũng mới có 3 tuổi thôi, nó vừa mới cái sinh nhật hình như là tuần rồi các bạn. Thì ngày hôm nay thì sẵn rảnh á, cho nên mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Con bé này rất là dễ thương, bé tên là Luna. Okay, để mình kêu nó tới nha. Luna ơi, Luna, Luna, Luna đâu rồi? Woo, đây các bạn. Oh my god. Ok, Luna, Luna. Đây các bạn, Luna đó, bé Luna nè, đó. Đó, dễ thương không? Trời ơi, mỗi lần mà mình đi đâu về đúng không? Là bé Luna mà thấy mình nó là đái quần luôn, bỏ tay thiệt. Dơ dễ sợ luôn á, nhưng mà rất là dễ thương các bạn. Bé Luna ngồi xuống, sit. Sit. Không nghe. Luna, come on. Ở đây. Ở bên Mỹ các bạn, mà mấy con chó mà bắt đầu mà thường á là mấy người Mỹ hay cho đi train các bạn. Nó có một cái chỗ lại đó, xong người ta train chó luôn. Là khi mà các bạn ra lệnh là nó biết luôn, chẳng hạn đi tè đúng không? Go pee hay là sit hay là shake là biết hết luôn á. Là giống như là tới giờ nó biết chỗ nào là ỉa hay là chỗ nào đi đái luôn. Đó, người ta train cho nó hết rồi, khi rồi các bạn cuối ngày các bạn lấy các bạn đem về. Nhưng mà con Luna này chưa có train. Kẻ ở nhà tự train thôi. Dạ, nhưng mà nó cũng biết sao rất là khôn. Come on, give me the toy now. Give me something. Ở bên kia có con chó nữa các bạn. Vô con chó bự vô. Ở đây á, chiều chiều người Mỹ dẫn chó đi dạo nhiều lắm. Cái mà mình sợ con Luna nó lại nó quần mấy con kia. Nó nhỏ mà nó nhỏ mà nó dữ. French Bulldog. French Bulldog. Ok các bạn, thì chó bên Mỹ các bạn nuôi là các bạn phải nói chung là các bạn phải chăm sóc nó kỹ lưỡng lắm. Nếu các bạn mà đi đâu chơi nha là phải có người trông chừng nó, hoặc là nếu mà không có ai á thì các bạn phải mướn khách sạn cho nó ở, là tùy khách sạn như nhầm khi 20 mấy hoặc là 30 đô đó một ngày. Nó giống như daycare dành cho con nít vậy đó. Thì vô cho đó là người ta sẽ cho nó ăn uống rồi cho nó chơi luôn, đó là nguyên ngày trong đó luôn. Nó nói chung là đầy đủ dịch vụ cho nó trong đó luôn á. Nhưng mà các bạn lúc mà nó mới đẻ là các bạn mới đem về đó, thì các bạn phải cho nó đi chích ngừa hết. Nó chỉ chích ngừa, đi khám bác sĩ này nọ hết để kiểm tra. Nói chung con chó bên này là cực lắm á. Nó giống như là một cái đứa bé thiệt rồi đó. Các bạn không thể bỏ nó được. À đúng không luôn nè. Sếp chạy một chút xíu mà thở vậy đó. Sếp sếp lúc cái nào lúc cái nào shake. I will shake. I told shake. There you go. Good. Con này thích chơi nữa các bạn. Oh my god. Get it back here. Come on.
Nó chạy chút mà thở. Rồi mở đây, mở đây, mở đây. Ok, vô chơi mấy con chuột nè. Luôn nè. Vô đi, vô đi chơi mấy con chuột. Đúng không? Thở các bạn, mấy con chuột mà hôm bữa mình quay cho bạn coi á, nay nó bày đẻ thêm 3 con. Các bạn thấy không, có ba con nhỏ nè, bữa mới đẻ hết hồn luôn các bạn. Ô tự nhiên á, sáng ngủ dậy cái ra thấy ua, tự nhiên có cái ba cái nhúm gì đỏ đỏ ở dưới. Ai giờ ba con nhỏ nè, nó một con nè, con này bắt đầu lớn rồi nè. Hình như là cái con này nó đẻ nè, cái con mà xám bự nhất á, nó là con cái nó đẻ, như nó có thai trước, nó có thai trước khi mà bé cháu mình đem qua nữa, thì chứ cái bụng nó bị chán luôn. Nhỏ đẻ xong cái bụng nó tông tèo luôn nè. Nè thích chọc mấy con này lắm. Đó. Đâu làm gì được đâu, chán không chọc. Còn mấy con này sợ đấy mọi người. Cái gì đứa luôn nè. Ô, con này ghen vậy. Cái con vàng vàng này ghen lắm luôn á. Nó liếm lử luôn nè luôn mà. Để liếm. Ừ. Con nó vàng lắm, nó bôi trong cái đồ ăn nó nằm trong đó luôn. Gì? Chạy, mấy bà nội này chạy. Ông nội, ông bà nội này bự bự này nhát cái mồi. Quét 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 quét. Đó, mấy con chuột các bạn. Càng ngày nó càng to đùng. Càng ngày nó càng to mà cái con Luna này nó ham giỡn. Ham giỡn luôn nè. Luna, go get a ball now. Go get a ball. Go get a ball. You play with them. Ok. Thôi các bạn, giờ mình đem Luna vô tắm nha. Đi đem vô đó. Tắm Luna mới được. Mấy ông rài nó chơi dơ quá rồi, nó hôi lắm. Mình chưa có tắm. Đẩy cái chuột này vô các bạn. Luna, it's ok mẹ. Leave them alone. Leave them alone now. Ok, Luna đi tắm. Come on, let's go, let's go. Đó, leo cầu thang kia kìa không? Trời ơi, nhìn cái đít thế kìa. Ok, Luna, bây giờ take a shower, ok? Khoan, nó khoái tắm đó các bạn không? Xịt nước là đứng luôn, bên này mình cho nước nóng nha. Bên này nước lạnh, bên Mỹ nó rất là lạnh các bạn. Hồi đó mình mới qua, mình tắm nước lạnh, bên này chịu không nổi luôn, rất là lạnh, lạnh dữ lắm. Trên, mà tắm nước nóng riết là cũng quen rồi. Luna, sit. Listen to me, man. Luna. Thích tắm lắm đó nha. Đó, dở cái cẳng lên nè. Trời ơi, chuyên nghiệp quá quá. Trời dở. Dở cái đùa lên cho tắm luôn. My God, nước này nóng á. Hồi chắc thành thật cày luôn. Muốn ăn thịt cày cũng không được nha các bạn. Cho nó mất mát lại một chút. À, dở chân lên mẹ. Đè. Tụi nó dán chân nó thì nó dơ. Đất kìa. Kìa. Trời đất ơi, lông thì hôi quá ba. Dở chân này lên coi, chân này dở được không? Đó. Nó là con gái tôi sẽ là con ba. Dùng từ. Luna, still, sit still, ok? Ok, giờ mình lấy xà phòng nha các bạn. Ok. Stop. Ah, shower. Ok, now let me get you. Các bạn thấy không? Giữ chó cũng là như giữ em bé vậy đó. Trời, tắm rửa cho nó mà tắm xà bông của người luôn á nha. Thôi chắc mình xịt cho nó nước hoa.
stay still, baby. Should be a good girl, okay? Should be a good girl. Rất là mát các bạn ơi. Đang mùa hè mà đi tắm nó quá đã. Mấy người này làm gì mình vậy ta? Quá sướng, quá sướng. Sit. Hey, stay there, man. Luna. Dễ chừng lên tới cái đoạn này sẽ biến hay giống như cái đái các bạn. Rồi xong con chó này nó mình thấy không, nó dở chân lên nha. Mấy con chó này nó đái cái nó ngồi xuống nè, chứ không có dùng mà dở chân ở Việt Nam. Nó tắm nước nóng mới ghê, chó này quá sướng luôn. Ăn đồ ăn có riêng cho nó luôn. Rồi có chỗ công viên dành cho chó luôn nữa. Cái gì cũng có hết trơn trời. Ây da, tắm xong rồi. Bây giờ à, đố các bạn con gì trong này. Luna nào, stay here. Sit. Good girl. Nó mới sấy sấy cho nó không? Ừ, nó mới sấy nè. Như baby vậy các bạn ơi. Cái cơm. Tắm một thở. À, làm gì nó đâu. Kêu nó nè. Okay. Let me hold you up. Luna. Okay. Stay there. Nào tới cái công đoạn. Luna, no. Sit here. Mày muốn chế độ nào Luna hả? Hot, warm. Chơi mạnh luôn. Những mặt phê phê các bạn. Những mặt phê. À, bắt đầu khô rồi. Quá đã luôn. Ngon lành luôn. Bắt đầu nó lông nó mượt rồi đó các bạn. Ok. Các bạn nhìn cái mặt đó nè. Luna. Feel better. À, các bạn tắm xong rồi các bạn. Bắt đầu nó đã mặt mát mẻ không? Chơi mấy ngày nay rồi. Nhìn ai biết gái ta. Yeah. Con này là con cái nha các bạn. À, Luna là con cái. Con gái. Luna là con gái nha các bạn. Gái thì mị lắm. Thì mị lắm mà nó gặp mấy con chó khác là rất thì mị lắm. Rất. Làm gì đâu. Con này mình biết gì ở Việt Nam nó bán nhiều nữa các bạn. Nhưng mà bây giờ nó lớn vậy chắc mình nghĩ ở đây cũng bán khoảng 3-4 ngàn đô á. Còn nếu mà cái con mới đẻ cũng cỡ 1 ngàn đô á cỡ đó. Con này bây giờ 3 tuổi rồi. Dễ thương. Lâu lâu mình hay qua dẫn đi chơi. Ok, xuống. Bắt đầu.
nhảy xuống không? Woo. There you go. Xuống. Vô. Trời, đi xuống cặp trời, cái đất đi cặp. Sao? Where you want now, hả? Okay. Luna, good girl. Good girl, Luna. Tắm mát mẻ rồi đó. Tắm mát rồi. Rã nha. Yeah. Woo-hoo. Give me a toy now. Give me a toy. There you go. Woo. Bắt 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 bắt. Nó bắt đầu dở nó lại hồi. Là một hồi là mồ hôi không. Bắt bắt bắt. Nhìn nó dễ thương không mày. Nhìn nhỏ 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 dễ thương nha con này. Mà cái con bulldog mà bulldog gốc á là con chó mặt xệ, nhìn nó mặt nó xấu ghê lắm. Mà nó da nó nhăn nheo trên, còn con này lại lai pháp cho nè. Các bạn nhìn dễ thương. Nó cứ nhỏ nhỏ hay không mà chứ nó không có lớn nữa. Ok các bạn, mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Các bạn đừng quên bấm nút share cũng như là subscribe cho cái channel của mình để mà đón xem thêm những cái video kế tiếp. Còn bây giờ Brian với Luna. Luna, come on đi Luna. Luna, come on. Luna say goodbye đi. Luna say goodbye. Say goodbye. Luna có biết cái gì đâu mà. Cứ say goodbye. Luna. Luna, say goodbye. Say goodbye to the camera. Say goodbye. Đúng vậy. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Bye bye. Tiếp đi.